Xin chào anh em, mới đây Isuzu MU-X 2022 đã bất ngờ được bắt gặp ngay tại Việt Nam. Theo thông tin có được từ người đăng tải những hình ảnh này, thì địa điểm mẫu xe này xuất hiện được cho là khu vực trong nhà máy của hãng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quả thực là như vậy, Isuzu MU-X 2022 rất có thể đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt Việt Nam sau hơn một năm chờ lỡ hẹn. Cuối tháng 10 năm 2020, Isuzu Thái Lan đã trình làng mẫu SUV MU-X thế hệ thứ 2 với nhiều thay đổi lột xác ấn tượng, đặc biệt là mặt thiết kế. Bước sang thế hệ thứ 2, Isuzu MU-X 2022 sử dụng bộ khung gầm mới có kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 4850x1870x1875mm. Ngoài ra, chiều dài cơ sở của xe được tăng thêm 10mm, hiện ở mức 2855mm và khoảng sáng gầm tăng từ 220mm lên thành 235mm. Ở thế hệ cũ, Isuzu MU-X đã phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ khách hàng với thiết kế quá cục mịch thực dụng. Đó chính là lý do lớn nhất khiến MU-X chưa bao giờ thoát khỏi danh sách top 10 xe bán ế nhất Việt Nam. Bước sang thế hệ mới, Isuzu MU-X 2022 đã có ngoại hình bắt mắt hơn trước, giúp bộ SUV bớt lép vế khi đứng cạnh các đối thủ. Nhìn từ trực diện đầu xe, có thể cảm nhận rõ sự gọn gàng, sắc sảo hơn so với bản tiền nhiệm. Bộ lưới tản nhiệt vẫn có cấu trúc gồm những thanh ngang mạ chrome sáng bóng, nhưng đã được tinh chỉnh thanh mảnh hơn, không quá thô như trước. Cụm đèn trước cũng đã được gọt rũa lại nhỏ gọn, góc cạnh hơn, đồng thời ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại, đi kèm là giải LED ban ngày mới dạng mũi tên độc đáo. Bộ khuếch tán được thu gọn lại nằm bên dưới bộ lưới tản nhiệt, giúp xóa đi hình ảnh miệng rộng rất xấu ở đời trước. Ở thân xe, thay đổi đáng khen nhất chính là trục C đã được làm mới tạo cái nhìn liền mạch đẹp mắt. Đây cũng là chi tiết thay đổi được đánh giá cao nhất ở phần ngoại thất. Bộ mâm xe được làm mới hoàn toàn dạng nằm chấu kép dạng cánh hoa, có kích thước từ 17 đến 20 inch. Tương tự như phía trước, nhiều chi tiết ở phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại gọn gàng hơn. Trong đó, đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu mới có thiết kế khá giống với mẫu xe sang Mercedes-Benz GLE thế hệ mới. Thanh nẹp to bản nối liền hai cụm đèn hậu đã bị loại bỏ, mang đến cái nhìn thanh thoát hơn. Không chỉ thay đổi ở ngoại thất, khoang cabin của xe cũng có sự lột xác hoàn toàn mới với phong cách phóng khoáng và công nghệ hơn trước. Xe có hệ thống đèn nền nổi bật, cho phép tùy chọn màu sắc ưa thích. Đặc biệt, MU-X 2022 còn được bổ sung công nghệ CoolMax, giúp giảm lượng nhiệt năng tích tụ bên trong. Chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất là màn hình giải trí trung tâm có kích thước lên tới 9 inch lớn nhất phân khúc. Đi kèm là hệ thống thông tin giải trí Isuzu Ultimate Entertainment hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Núm xoay cỡ lớn lạc hậu đã được loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là các nút bấm chức năng đã được thiết kế lại bằng kim loại sang trọng hơn, xếp cạnh nhau như một phím đàn piano. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da màu nâu sang trọng, ghế lái được ưu ái nhất khi có thể chỉnh điện 8 hướng. Không gian để chân ở hàng ghế sau vốn đã rộng rãi, nay còn rộng hơn nhờ trục cơ sở được kéo dài thêm 10mm. Hàng ghế cuối vẫn đảm bảo sự thoải mái cho hai người chứ không chỉ phục vụ riêng trẻ em. Xe sở hữu dàn điều hòa tự động hai vùng đi kèm chức năng lọc bụi mịn, giúp khoang cabin có thể duy trì bầu không khí trong lành. Ngoài ra là sạc USB và dàn âm thanh 8 loa. Về khả năng vận hành, do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên nhiều khả năng Isuzu MU-X 2022 khi bán ra tại Việt Nam sẽ có hai tùy chọn động cơ dầu. Đầu tiên là động cơ 3.0 lít 4 xi lanh cho công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Thứ hai là động cơ 1.9 lít 4 xi lanh cho công suất 150 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Về mặt an toàn, bổ sung đắt giá nhất trên MU-X 2022 là có công nghệ ADAS gồm các tính năng hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi giải tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp. Bên cạnh đó, Isuzu MU-X 2022 còn có các tính năng như cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu sáng chống chói, hệ thống giới hạn tốc độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe, hệ thống phanh tự động sau va chạm, phanh tay điện tử. Tại thị trường Việt Nam, Isuzu MU-X sẽ cạnh tranh với các đối thủ cực mạnh như Toyota Fortuner và Ford Everest. Hiện tại, Isuzu MU-X đang được phân phối tại Việt Nam với giá từ 779 đến 1 tỷ 120 triệu đồng cho 4 phiên bản. Rất có thể thế hệ mới của mẫu SUV sẽ cập bến Việt Nam trong thời gian tới. Bạn thấy thế nào về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và đừng quên nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!